Có lẽ đây là cái thói quen khó bỏ của mấy đứa thường xuyên thích lột da tay. Ban đầu chỉ bị chóc một tí thôi mà nó lột da thành một vết to đùng, làm vết thương trở nặng hơn, thậm chí nhiều đứa nó xé đến mức phải chảy máu và chảy mủ mới chịu dừng. Khi anh bạn trai Pikachu trở về thì giờ cô bạn gái chỉ còn lại đúng cái bộ xương.